Nhật Bản bổ nhiệm tân Bộ trưởng Tư pháp, tin từ Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda ngày hôm qua đã bổ nhiệm lại cựu Bộ trưởng Tư pháp ông Makota Taki làm Bộ trưởng Tư pháp, thay cho ông Keisu Tanaka vừa từ chức vì lý do sức khỏe. Ông Tanaka đã phải chịu áp lực bị buộc phải từ chức vì quá khứ có dính líu tới một vụ bê bối quỹ chính trị và có quan hệ với băng nhóm tội phạm có tổ chức Yakuza. Ông Tanaka vừa mới làm Bộ trưởng Tư pháp từ sau cuộc cải tổ nội các ngày 1 tháng 10 vừa qua. Hôm qua, Nhật Hoàng Akihito đã chính thức bổ nhiệm lại ông Taki vào chức vụ cũ của mình. Thủ tướng Noda cũng yêu cầu ông Fujimura kiêm nhiệm chức bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan đến việc Bắc Hàn bắt cóc công dân Nhật Bản. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập đã chỉ trích việc Thủ tướng Noda bổ nhiệm lại ông Taki, cho rằng cuộc cải tổ nội các ngày 1 tháng 10 nhằm tăng cường chức năng của chính phủ đã thất bại. Phe đối lập dự định tăng sức ép đối với ông Noda trong kỳ họp quốc hội bất thường từ ngày 29 tháng 10 và yêu cầu ông phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông Tanaka. Tình huống này sẽ gây thêm khó khăn cho chính phủ gần 14 tháng tuổi trước cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè năm tới.